Giàn cast gấp rút chuẩn bị tại sân bay để kịp gặp khán giả tại CGV Metropolis Liễu Giai. Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay thì là ngày 2 tháng 2, là ngày mà phim Gặp Lại Chị Bầu sẽ ra mắt phim ở Hà Nội. Và hiện tại thì là 6 giờ rồi. Và tụi em có ngoài sân bay á, tụi em phải nè mắt là làm tóc ngoài sân bay hết trơn á, không kịp là thằng gì hết trơn á. Ở Sài Gòn á hả, đi quá trang, đi phải che khuyết điểm này kia, bây giờ ra đây hả, bây giờ cái nhà Hà Nội nhìn ra không trời. Tụi em ở sân bay từ hồi 7-8 giờ sáng, xong rồi tới bây giờ luôn là 6-7 giờ tối mới có mặt ở Hà Nội, mà bây giờ là phải làm gấp. Mà bây giờ em còn một cục lỏng trong vali, em thì không có quần dài, ở đây cũng không có chỗ ủi luôn. Cho nên là bây giờ là em nhờ bạn em mua giùm cái quần dài ở ngoài rạp sẵn rồi. Tí nữa em ra rạp thay cái quần dài rồi em chạy vô em chào tiếp. Trong lúc mà bọn em chờ vali để lấy xuống thì bọn em tranh thủ make up tại vì không kịp nữa. Thì hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả sẽ thông cảm. Dạ, tại vì hôm nay là sự cố ngoài ý muốn. Và khi mà chúng em xong một cái, chúng em lấy vali của em, chúng em chạy thẳng về rạp CGV ngay. Mọi người chờ tụi em nha. Với lại mọi người biết sao không? Tại vì tụi em đi ra sân bay từ sáng 7 giờ sáng tới bây giờ đó, mà delay tới bây giờ tụi em mới được bay. Và tới đây là 5 giờ rưỡi, rồi bắt đầu chờ lấy vali, rồi make up tại chỗ ngoài sân bay này luôn. Thay quần, thay áo, mọi thứ tất cả ngoài sân bay đi chờ, vô đó chào khách luôn, chào khán giả luôn. Mọi người thông cảm và thương cho ekip Gặp Lại Chị Bầu nha mọi người. Và nhớ ủng hộ tụi em, tụi em vui lắm luôn á. Cảm ơn mọi người.